Chào tất cả mọi người. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái mạch tắt mở đèn ở trên những dòng xe Honda đời mới. Thì như mọi người đã biết ấy, thì đối với tất cả những dòng xe Honda đời mới bây giờ gần như là không có công tắc tắt mở đèn. Nên mà mỗi khi mọi người bật chìa khóa thì đèn của mình gần như nó sáng luôn. Nó sáng luôn nhá mọi nhá. Và đôi khi gây ra một cái cảm giác khó chịu cho những người đối diện. Và thứ hai nữa là nó sẽ gây ra cái tình trạng là giảm tuổi thọ của bóng LED. Thì đối với dòng xe đời cũ khi mà sử dụng bóng halogen ấy thì cái bóng mọi người cháy thì mọi người có thể thay được, nhưng đối với tất cả những dòng xe đời mới bây giờ cụ pha mà nó sử dụng bóng đèn LED thế này mọi người thì bóng LED không thay rời được nhé, không thay rời được, rất ít người thay được. Và mọi người nếu mà cháy, trong trường hợp cháy mọi người thay cái pha này sẽ rất là mất nhiều tiền nhé mọi nhá. Thì hôm nay ở cái video này thì mình xin chia sẻ cho mọi người một cái thiết bị ở bên mình, có nghĩa là cái mạch tắt mở đèn mọi người nhá. Thì khi mọi người gắn cái mạch này vào trên xe thì mọi người không cần phải cắt đấu dây, chỉ cần việc tháo ra và gắn vào thôi. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để cho tất cả mọi người, ai chưa biết thì mọi người có thể tham khảo. Thì đối với dòng xe AB20 này, bên mình gần như có đầy đủ tất cả những cái rắc, cái mạch tắt mở đèn cho tùy đường xe nhé mọi nhá. Thì đối với dòng AB20 này thì lúc này mọi người sẽ tháo cái ốp đầu này ra và mọi người rút cái rắc công tắc dừng tạm thời trên này ra và mọi người chỉ việc gắn vào thôi. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để cho mọi người tham khảo này. Mọi người cắm như zin nhá, tất cả mạch dây mọi người không phải cắt lối, không cần phải tắt lối, cắt lối bất cứ một cái dây nào ở trên xe cả, giữ zin luôn. Rồi sau đó thì mọi người rút cái rắc đèn pha ấy ra cho mình, rút rắc đèn pha ra. Và mọi người có ở đây có hai đầu thì mọi người một đầu ghim vào cái chui đèn pha và đầu còn lại mọi người ghim lại cái chui đèn là xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ thao tác tắt công tắc cho mọi người tham khảo này. Bây giờ công tắc đang ở chế độ on này mọi người này. Thì bây giờ mình sẽ off nó đi này. Ok chưa? Đó, tắt này, mở này. Và khi mọi người gắn vào đây thì cái công tắc này, Elin Stop này của mình vẫn làm việc bình thường. Bây giờ mình mở luôn này mọi người. Ok chưa? Công tắc vẫn làm việc bình thường nhé. Nó không ảnh hưởng đến bất cứ một cái thiết bị gì ở trên xe. Thì đấy là cái mạch tắt mở đèn ở bên mình. Nếu mà ai mà có nhu cầu mà mọi người muốn tham khảo thì mọi người cứ để lại bình luận ở dưới cái video này. Đối với tất cả những đời xe. Còn đối với tất cả những đời xe mà xài sử dụng bóng halogen thì mọi người chỉ cần việc thay cái công tắc cốt pha ở bên này là mọi người tắt được nhé mọi người nhé. Ok chưa? Bên mình có hai cái loại công tắc dành cho bóng đèn LED và bóng đèn sợi đốt. Nếu mà ai mà chưa có mà mọi người muốn sử dụng công tắc tắt mở đèn này ấy, thì mọi người cứ liên hệ mình trực tiếp. Mọi người để tin nhắn ở dưới cái video này hoặc mọi người có thể nhắn tin qua Zalo cho mình là 0971151987, mình sẽ tư vấn cho mọi người thêm. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.